em là sao? Sáng qua em ăn bánh bèo nha. Em mới mua bánh bèo của bà Kim Quê ngon lắm nè nha. Ai mà thèm ăn ba cái bánh bèo bánh béo dơ giấy của bà. Ê, bánh bèo gì mà dơ giấy? Tránh ra. Làng chàng tôi cán loài thú linh bây giờ. Ăn đi em chết vậy anh cũng được nữa sao? Giờ bà muốn chết phải không? À nha. Bà muốn chết phải không? Nó giỡn thôi. Đi qua ăn bánh bèo đi rồi đi. Tránh ra. Trời. Nè, rồi sao, có chuyện gì? Đang nằm ở nhà à? Chơi được không mày? Ê, mà quan trọng là thằng nào trả tiền ha. Thôi quên đi ba, tao hết tiền rồi. Ngân hàng của tao đóng cửa cả tháng nay rồi. Tiền ăn mì gói cũng có nè. Má, ở nhà má có nấu gì ăn không vậy? Con đói quá à. Ủa, nay con không đi chơi với bạn sao? Dạ không, con chán rồi. Với lại ăn cơm ngoài hoài á, cũng ngán lắm má. Làm sao ngon bằng cơm má nấu được. Ừ? Mà nè. Dạ. Sao lâu rồi không thấy con đưa tiền chợ cho má vậy? Tháng này hàng may ít quá. Mà giờ tới cuối tháng thì nhiều việc phải lo nữa. Mà má thì con biết rồi. Thôi con vô con nấu mì gói con ăn nha.
Em nói với Khánh á, chiều nay khách hàng tới đây để chọn mẫu xe. Có gì á, tiếp khách giùm chị. Chị có việc đi ra ngoài một chút. Dạ. Trời ơi, bà Hai ơi, bà Hai ơi, bà đi đâu rồi bà Hai ơi, bà Hai, bà đi đâu vậy? Trời ơi, sao bà không nói cho tôi biết? Ai ơi, có gì thì bà cũng phải nói cho tôi biết chứ. Sao mà bỏ đi mà không nói tiếng nào trơn vậy? Ông Phước, ông đi lại. Đi lại. Ông đi ra đây. Ông đi ra đây. Ông cho ông đi đâu? Vậy sao? Thôi mà sao? Gì vậy? Bây giờ mà ông chui vô cái kẹt là tôi cũng lôi ông ra được á. Chui đâu chui? Ông nói đi. Mẹ con bà dọn nhà đi hồi nào? Tôi dọn nhà đi đâu? Đâu có biết cái gì đâu. Thì hồi sáng hôm nay thấy có người tới mướn thì tôi mới biết thôi chứ ai biết gì đâu. Ông đừng có nói xạo với tôi. Ông ở sát bên nhà bà mà ông nói ông biết bà dọn đi đâu hả? Thì ông đừng có nói, đừng giỡn mặt với tôi nha. Nha. Tôi ở sát chứ đâu phải ở chung đâu, tôi biết. Đúng không? Thôi chị đi hỏi người khác đi ông nội. Ông hớt. Cái gì nữa? Ông nói đi. Ông làm ơn chị giùm tôi đi. Bà ai bây giờ bà đi đâu hả? Ông chị giùm tôi đi ông hớt. Sao à? Thật ra là sao? Ông biết phải không? Ông biết chỗ bà ở đúng không? Không biết, tôi không biết. Không biết bà Hai bà dọn đi đâu, làm sao tôi nói cho ông biết được? Bình tĩnh đi mà, đừng có khóc. Đừng có khóc. Cái mặt ông khóc xấu dữ lắm luôn á. Rồi mất công ông nít rồi nó cười cho cái mặt ông nó. Thôi... cười ông á? Tôi đâu nghĩ đâu. Tôi có tưởng là bà gì đâu. Lâu ngày hai chị em muốn tâm sự nhau, cho nên tôi đâu dám, tôi bấy rối gì đâu. Ai vậy? Giờ tôi biết đi đâu mà kiếm vợ được. Sao à? Sao? Sao? Không biết chỗ bả phải không? Không không à. Ý tôi nói ông đi cẩn thận nha. Chứ còn khóc rồi dấp té kỳ lắm. Tôi không cần ông nữa. Hai ơi là hai. Anh tưởng là em không tới chứ. Anh nhớ em nhiều lắm. Hôm nay nếu mà em không tới, anh không biết anh phải như thế nào nữa. Hết tiền rồi đúng không? Cái gì mà tiền? Bộ em nghĩ là cứ mỗi lần em gặp anh, em đưa cho anh là giống như những người ăn bánh trả tiền vậy đó hả? Hôm nay anh gặp lại em là tại vì anh biết em đã dạy cho anh một bài học nhớ đời. Em đã cho anh biết được là không có người phụ nữ nào yêu anh nhiều hơn em. Anh phải trân trọng điều đó. Anh xin lỗi là do anh trẻ người non dạ, đam mê bồng bột. Từ đây á, anh sẽ không như vậy nữa. Em đã cho anh biết được cả
anh nhớ anh thương em nhiều như thế nào. Chưa từng có một người phụ nữ nào mà khiến cho anh phải khổ sở như vậy. Mì, tha thứ cho anh nha. Tôi rất sợ những loài đàn ông dẻo miệng, dễ dàng nịnh nọt tán tỉnh đàn bà khi rơi vào bước đường cùng. À, anh Sáu tới đây làm cái gì? Dạ dạ. Hả? Chắc tới đây làm cái gì? Có chắc là có sự hiểu lầm. Đi ra khỏi đây. Đi. Anh Sáu. Đi ra khỏi đây. Anh bình tĩnh, anh nghe em nói nè anh Sáu. Anh Sáu, khoan đã. Chắc là anh hiểu lầm em thôi. Thế làm cái gì? Hả? Bà có tin không? Bà có tin bà còn đứng đây một cái là tôi giết bà, tôi thọc tiết bà giống như thọc tiết heo không? Đi. Ôi trời. Nè. Đây à? Tôi đây. Sao? Trời ơi, dám nói mình là con heo hả? Đồ ăn chay già thôi. Chảnh chó hả? Tưởng mình ngon lắm hả? Tôi nói thiệt nha, tự nhiên tôi thấy ông nghèo cho nên tôi muốn đem về tôi nuôi để mà tôi làm phước. Hèn gì? Nghèo? Mày đặt chảnh chó. Nó đặt có cần nghe chưa? Bà mà đứng đây mà nói là tôi thóc tiếc mày bà đó. Tôi nói cho anh biết, tôi không trả cho anh những ngày, những cuộc, nhưng gộp lại tôi cho anh những thứ. Nó hơn gấp nhiều lần so với những lần anh đi xô lẻ ở bên ngoài với những người phụ nữ khác. Đổi lại, với những cô gái trẻ, thì chỉ có điều là rỗng túi đi về thôi. Cho nên tôi sẽ không bao giờ tin anh quay trở lại đây với tôi chỉ vì yêu đương nhăng nhít. Chẳng qua vì hết tiền, hết đường sống nên mới quay lại đây với tôi, đúng không? Xin lỗi em, không có em anh vẫn kiếm được tiền được. Còn nếu em nghĩ là tôi lợi dụng em á thì xin lỗi nha, tôi không làm mất thời gian của em nữa. Tôi vẫn cần cậu. Nhưng tôi nói cho cậu rõ, không phải vì tình thương mến thương gì đâu, nhưng vì tôi là người trả tiền, cho nên tôi muốn sở hữu độc quyền. Cũng chẳng phải ghen tuông dớ dẫn, nhưng vì tôi muốn có một người tình nhân sạch sẽ, không quan hệ lăng nhăng, để mang bệnh về cho tôi. Sao không nói sớm? Nếu muốn độc quyền á thì trả tiền cao hơn thôi, không có gì đâu. Tôi thích thẳng thắn như vậy, như vậy tôi nói chuyện không có ngượng miệng. Được thôi, coi như là thỏa thuận hợp đồng đó. Chúng ta nhớ thực hiện đúng theo thiết kế bản vẽ này. Đây, cái vị trí này là chỗ này, nhớ nha. Dạ. Đó, rất cẩn thận. Đây nữa nè. Dạ. Anh Quang. Nhớ đây làm việc tiếp đi ha. Dạ. Trời ơi anh Sáng, trời nắng nâu như thế này á, không cần anh ra đây chi cho nó cực. Ở đây có tụi tôi thường trực rồi. Không ra sao được, lâu lâu cũng phải thăm chừng chứ. Ở đây á có cậu Lâm á, tôi cũng đỡ lắm. Anh biết không, cậu ấy vừa giỏi lại vừa siêng nữa, một mình cậu ấy làm việc á bằng mấy người khác luôn. Tôi thấy mà, thằng này á rồi sẽ rất khá. Mà anh cũng đừng có lo nữa, thiết kế như thế nào, bản vẽ ra làm sao á, tôi sẽ làm giống y chang như vậy luôn. Bởi vì tôi thường xuyên giám sát kiểm tra liên tục mà. Lâm ơi, ra đây chú. Dạ.
Anh thì tôi tin rồi, nhưng mà lâu lâu phải thăm chừng để coi có phát sinh gì không. Dạ, cháu chào chú Sang. Chào con. Sao, thấy làm việc ở đây thoải mái không? Dạ, quá tốt luôn á chú. À, có con ở đây làm việc, chú thấy con làm việc rất là tốt. Rồi phụ cho chú Hoàng nữa, chú yên tâm lắm. Bởi vì công việc nhiều quá mà, chú Hoàng làm một mình không có xuể. Dạ, chú đừng có lo, chú Hoàng nhiều công sự lắm. Với lại con cũng chỉ mới học việc thôi à. Nhưng mà làm việc ở đây á, rồi đi lại con vừa học vừa làm cũng bất tiện lắm. Dạ, năm nay con cũng lên năm thứ năm rồi, cũng phải ráng chú, cũng phải vừa học vừa làm để kiếm thêm tiền mà còn tốt nghiệp nữa, đỡ phải phiền má cháu mấy cái chuyện tiền nong. Với lại con cũng mới chuyển về gần đây, đi học là hơi xa, nhưng mà giờ có xe máy rồi chú, đỡ cực lắm. Ủa, con chuyển nhà hả? Dạ. Mà sao phải chuyển nhà? Dạ, nghe má của con nói là cái giá nhà thuê cũ mắc quá. Mà bây giờ buôn bán thì nó ế ẩm, má con gánh không nổi. Về đây thì nó rẻ hơn. Mà cũng hên cái là về đây cái gần công trường luôn. Vậy cũng tốt. Thôi được rồi, hôm nào hai chú cháu rảnh á, ghé qua nhà tôi chơi. Rồi sẵn tiện mình bàn thêm công chuyện ha. Dạ. Thôi, tôi đi nha. Dạ. Chú đi ha. Dạ chú. Bye bye. Phải công nhận á, là chưa bao giờ mà tôi gặp một người phụ nữ lạ lùng như là My vậy. Phải nói là một người phụ nữ lớn tuổi mà thảnh tần lên giường. Không hẳn như vậy đâu. Ở cái độ tuổi này á, đối với nhan sắc của My, những cô gái 25-30 cũng phải ganh tị nữa. My có biết là My đẹp đúng không? Ừ. Chẳng qua họ ganh tị vì tôi có thỉnh thôi. Nè, hay là hôm nào mình đi đâu chơi đi. Ở Sài Gòn hoài tôi cảm thấy chán quá. Cũng đừng đi quá xa, gần gần Sài Gòn cũng được. Để có việc gì thì chạy về để giải quyết. Cũng được. Mình muốn đi đâu thì tôi đi đó. Miễn sao mình vui vẻ là được rồi. Cuộc đời của tôi lớn lên chưa biết yêu thì đã lấy chồng, chưa biết gì thì đã có con, rồi sau đó cặm cụi kiếm tiền, chẳng biết vui chơi là gì hết. Cho nên từ bây giờ tôi sẽ thương lấy bản thân mình nhiều hơn, tự tìm vui cho cuộc đời mình. Đúng đấy, cuộc đời chỉ được sống một lần thôi, đại đọa mình làm gì. Cứ đi vui được lúc nào thì quý lúc đó. Tới bây giờ tôi mới nghiệm ra được điều đó đó. Hồi nãy á, tôi biết là My giận tôi lắm, cho nên My mới nói những câu nặng nề như vậy. Còn bây giờ vui vẻ lại rồi á. Tôi hỏi thiệt nha, My có yêu tôi không? Không. Trả lời nhanh vậy. Hôm nay nó sau tất cả nãy giờ mình vui vẻ mình có với nhau, My vẫn chưa thay đổi cái trạng thái tình cảm à? Đâu có cần phải thay đổi gì, điều đó là nó hiển nhiên rồi. Ba. Ba. Con ăn cơm đi, ăn cơm đi. Ăn gì nữa giờ? Con ăn xong rồi hả? Dọn đi, dọn đi. Ba cũng ăn xong rồi. Ba không khỏe hả? Đâu có, ba vẫn khỏe mà. Có gì đâu, dọn cơm đi, dọn đi con. Khỏe gì mà thẫn thờ giống như người tương tư vậy? Mà tương tư thiệt chứ gì nữa. Từ hồi gì hai gì đông đi là thấy ba thay đổi dữ lắm. Ba. Ông ấy bây giờ đi kiếm hai gì đó về cho ba nha. Này, đừng có nói tầm bậy tầm bạ con. Thì thật ra ba chỉ lo cho chị hai. Ba thấy chị hai cực khổ quá. Lớp nào buôn bán ngoài chợ, lớp nào phải lo cho cô đông, rồi lớp nào phải lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Thay vì người ta ở đây rồi có bà con lối xóm mỗi người phụ một tay cho, không chịu
tự nhiên ở chi cho nó xa xôi, rồi ăn thì sao, uống thì sao, ở thì sao, còn cuộc sống sao ba cũng không biết được. Ba làm con thắc mắc lắm nha. Trước giờ ba có bao giờ lo cho ai đâu. Ba còn nói với con là ba ngán đàn bà nữa mà. Ba sợ rổ rác gặp lại với nhau, rồi con có gì ghẻ, rồi con bị hành hạ, rồi bla 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 các kiểu. Mà nói chung á, dì Hai thì đã có chú Sáu lo rồi. Chỉ có từ khi dì Đông về đây nè, ba mới khác thôi. Lúc nào ba cũng lén lút nhìn qua bên kia thậm thà thuần thục, ánh mắt mơ màng đồ. Xong rồi ngay bây giờ nè, dì Đông đi nè, ba tương tư, ba thẫn thờ, ba nhớ dì Đông hả? Thôi nói tầm bậy tầm bạ không à. Không, ba quan tâm ai đâu, nói tầm bậy không à. Con này ai... Kệ ba đi, con nói rồi đó, con là con lúc nào cũng muốn ba được hạnh phúc hết á. Ba kiếm được người phụ nữ khác con còn mừng nữa. Ba biết rồi đó, con mà gả ba đi được là con mừng lắm luôn. Ba đừng có giấu con gì hết, có gì cứ nói cho con biết. Cái con này. Mà nè, thôi ba đi công chuyện chút. Nếu muốn đi đâu á thì cứ khóa cửa rồi đi. Ba có đánh cho ba một cái thêm một cái chìa khóa nữa rồi. Ba về thì ba tự mở cửa, nghe không? Trời ơi. Ừ? Trước giờ ba đâu có đi đâu ra ngoài đâu. Bây giờ đánh thêm bộ chìa khóa nữa, có nghĩa là sẽ đi rất nhiều. Kìa. Kệ tôi. Hồi trước tôi không có đi, bây giờ tôi đi bù lại được chưa? Bây giờ con muốn ba ở trong nhà này giống như tù nhân ở trong ngục vậy đó hả? Mắc thôi, à. Đi đi. Đi lâu lâu nha. Không lẽ mình chỉ cần tôi vậy thôi đó hả? Nếu như mà cần Thịnh về chuyện tình dục thôi á thì Thịnh đã sai rồi. Tôi mà cần thì Thịnh cũng thừa biết có rất nhiều đàn ông để tôi lựa chọn. Nhưng tôi thích cái cảm giác nằm trên giường với một người đàn ông của riêng mình, thuộc về mình. Tôi biết những điều đó đối với Thịnh chỉ là giả tạo thôi. Nhưng ít ra Thịnh cũng luôn tỏ ra Thịnh thuộc về tôi. Chỉ là vui vẻ với nhau, có cần phải nghĩ nhiều gì không? Thôi bỏ đi, khi nào mày muốn đi? À, để tôi thu xếp công việc, dặn dò trợ lý coi mấy cái hợp đồng trong tháng này. Trước khi đi á thì cũng phải gửi ít tiền về cho mẹ của Thịnh chứ. Mày đúng là một cái người phụ nữ quá chu đáo luôn. Phải chi mày chưa có chồng, tôi tình nguyện làm phi công có biên chế. Thôi đi, Thịnh đừng có mơ mộng diễn dông nữa. Tôi vẫn đang còn biên chế đó nha. Tôi chưa bị đuổi ra khỏi cuộc hôn nhân hợp pháp của mình đâu. Trước đây thì tôi cũng từng có mơ ước là mình được tự do để đi lại với những người khác. Nhưng với Thịnh thì không. Nói cho Thịnh biết, tôi không phải là một bà già khờ khạo đến mức để Thịnh có thể dắt mũi đi đâu thì đi, muốn lột sạch cái gì đó thì lột. Tôi cũng biết giới hạn mối quan hệ và tuổi tác của hai đứa mình. Tôi sẽ kéo dài mối quan hệ này đến lúc nào mà Thịnh nhìn tôi không còn hứng thú gì nữa. Thì lúc đó cả hai đều được tự do, không ra buộc gì hết. Tôi không ngờ là mình lại trải qua một cuộc tình nóng bỏng với một người phụ nữ cứng rắn như vậy. Mày cứ sắp xếp công việc đi, khi nào xong á thì báo tôi biết. Có thể ngồi với anh được không ạ?
Không cần đâu, tôi muốn ngồi một mình. Mấy con bò này nó mập quá vậy má Đông? Nó phải mập vậy nó mới có sữa chứ con. Sao con không thấy con bò nó cho con bê bú vậy má Đông? Người ta nuôi mấy con bò này nè là để lấy sữa bán cho người ta uống. Còn mấy con bê hả? Nó bị đem vô cửa hàng bê thui hết rồi con. Tội nghiệp nó quá. Vậy là nó không được bú sữa mẹ nữa. Sinh ra là kiếp con bò con bê á là nó phải chịu cái số như vậy. Còn con người ta chắc khổ sở lắm thì mới không có cha có mẹ.
Vậy là mấy cái người đó cũng giống như là lại bỏ là bê rồi. Giống như má con mình đó là may mắn lắm rồi, gặp được người thương yêu đùm bọc. Chứ trên đời này thiếu gì mấy đứa trẻ chết đường chết chợ con. Cô Đông. Tới nào vậy? À, tôi cũng mới tới à. Ủa, hai mẹ con tính học nghề nuôi bò hả? Làm gì có. Mướn nhà ở đây thấy anh ta nuôi bò rồi hai má con tôi ra đây coi chơi. Sức tuần về sao mà nuôi. À, vậy hả? Mà anh tới đây có chuyện gì không? À, ủa, chị Hai không có ở nhà cô Đông? Chị Hai tôi đi ra chợ kiếm chỗ bán rồi. Mấy bữa nay kiếm được mấy chỗ mà chưa có ưng. Thôi để tôi chạy ra ngoài chợ coi chị Hai có cần gì giúp không, để tôi giúp cho chị nha. Ủa chị Hai. Ê trời đất ơi, chú Hốn, chú làm gì ở đây vậy? Trời ơi, chú tới nhà tôi như vậy đó, rồi rủi á, nó theo chân chú rồi sao, nó biết chỗ này rồi sao? Trời ơi, chị bình tĩnh đi. Trước khi mà tới đây á, tôi cũng chạy vài vòng hết rồi, ngó tới ngó lui á, không có ai bu đích theo tôi, cho nên tôi mới quẹo hẳn vô đây đó. Chú có chắc không? Chắc mà, chị yên tâm đi. Thôi dựng cái xe cái đó đi, vô nhà, vô dạ. Nhà tôi với chú ngồi nói chuyện. Dạ, dạ, dạ. Gì vậy anh? Vô coi nè, mấy chữ ngọc này ha, bên em mới làm nè. Này dì mua về dì tặng cho con cháu ở nhà là đứa nào cũng thích luôn á. Còn anh nữa, bên đây nè em có mấy mẫu mới về nè. Đó, anh xem coi, mua về cho ba vợ anh á. Là ổng hả, không có chơi anh gả bạn gái cho anh liền luôn á. Ờ, lấy cái này cho tôi coi. Dạ. Cái này cũng hàng nhà em tự làm luôn á cô. Anh nè, anh thấy mấy mẫu này được không? Này nhà làm á, chất lượng lắm nên anh yên tâm nha. Mà công nhận á, má của anh đẹp thiệt á. Phụ nữ Sài Gòn có khác ha. Má em á tầm củi của cô nè, mà già xấu xí đen thui à, người dùng biển mà anh. Mà má anh đẹp vậy chắc ba anh phải giữ kỹ lắm ha. Mẹ của em á có vô duyên cỡ như em không? Hả? Nè, đây là bạn gái của anh á. Đẹp như hoa hậu gì mà em nói gì vậy? Mà nhìn kỹ hai người cũng đẹp đôi thiệt. Thôi, lấy cho tôi cái này đi. Dạ. Cái này nè. Dạ. Bao nhiêu đó? Dạ, của cô với lại anh 200. Dạ, cảm ơn cô. Lộn. Cảm ơn anh chị nha, lần sau có ra ủng hộ em. Chúc anh chị hạnh phúc nha. Cảm ơn chị. Chị Hương uống nước nha. Dạ. Nói gì nói, tôi cũng cảm ơn chú. Vì chú đã nói cho chị em tôi biết á, cái chuyện Màng Sang nó đang theo dõi chị em tôi. Dạ. Đó. Nhưng mà chú Hương à, tánh tôi nó ngộ lắm. Chuyện gì nó ra chuyện đó. Tôi nói này chú đừng buồn nha. Chị cứ nói. Mà cứ mỗi lần thấy chú á, là nó thiệt nha. Cái chuyện cũ nó ập về, tôi không có quên được. Tôi biết là chú cũng có ăn năn hối hận. Mà giờ biết làm sao giờ chú Hướng. Trời sinh tôi cái tính vậy rồi. Tôi thù dai lắm. Cho nên chú thông cảm nha. Chú uống hết đi nước này là coi như chú về giùm cái được không? À chị à, tôi cũng biết là cái lỗi của tôi gây ra với chị, với cô Đông rất là lớn. Cho dù có trả hết kiếp này tới kiếp sau đi chăng nữa cũng không hết được đâu. Tôi hứa với chị một điều, tôi không làm phiền chị đâu. Tôi chỉ xin chị thỉnh thoảng cho tôi ghé qua đây, đứng trước cửa cũng được,
Chỉ cần tôi nhìn thấy chị và cô Đông được bình an, sống được yên ổn, không bị kẻ kia quấy rối á, là tôi vui lắm rồi. Với lại nhiều khi chị có cái việc gì cần á, chị cứ gọi cho tôi, giúp được cái gì tôi giúp, cho tôi đỡ áy náy đó mà. Chú làm vậy chi cho cực thân vậy chú Hướng? Chú làm bao nhiêu chuyện tôi cũng cảm ơn chú rồi, tôi không có cần nữa đâu ha. Mà tôi nói thiệt với chú á, tôi dọn đi như vậy á là tôi lo cho con Đông. Tôi chỉ muốn cho nó yên ổn thôi, mà giờ nó cũng khỏe rồi. Cho nên tôi nói thiệt với chú nha, thằng nào mà mò tới đây hả, tôi chắc nó luôn á, tôi không có ngán đâu. Và tôi cũng chuyển cái nhà này là cái chuyển cái nhà cuối cùng của cái chuyện đó đó. Coi như là ổn hả chị? À chị à, còn cái vụ sạp ở ngoài chợ thì sao? Chị có tìm được, có thuê được cái nào chưa? Được rồi, trời ơi, cái sạp tôi vừa ý lắm. Vị trí đẹp nữa nghe chú. Dạ. Đã vậy còn rẻ hơn cái sạp cũ. Bởi vậy tôi quyết định là sang luôn, không có mướn nữa chú ơi. Mai phước quá, tiền bạc dành dụm đó giờ cũng đủ sang cái sạp. Tôi thấy chỗ này coi bộ là hợp thổ, làm ăn được, chắc tôi không chuyển đi đâu nữa đâu. Vậy thì tốt quá rồi. Rồi giờ xong hết chuyện chú về ha. Dạ. Chị Hai à, cái chuyện học của con Bi thì sao rồi? Có ổn hết chưa? Ổn, ổn lắm. Cảm ơn chú luôn đó. Không có chú chuyển trường cho con Bi tôi không biết làm sao nữa. Chú coi đó, bao nhiêu chuyện lu bu vậy, tôi mà chạy đi chuyển trường cho nó không biết chừng nào nhỏ mới nhập học được nữa. Thôi cảm ơn chú luôn cái chuyện đó ha. Rồi xong, uống nước đi chú. Uống miếng cho nó mát. Vậy ha. Dạ, tôi đi về. Vậy chú về nghe. À chị ơi, tôi đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện nữa, tôi muốn nói với chị có được không? Là chuyện gì nữa chú Hướng? À tôi thấy ông Sáu hổm rày ông buồn dữ lắm, hình như là ông nhớ chị thì phải. Ông bỏ chạy xe ba gác luôn nha, rồi ông nhậu suốt ngày à chị Hai ơi. Trời ơi, nói tới ông Sáu tôi cũng đầu quá chú ơi. Biết làm sao được, cái gì nó cũng phải có cái duyên của nó. Coi như tôi với ông không có duyên, không có nợ đâu chú. Dù gì đi chăng nữa đó, bà Tư cũng là chị của ổng. Giờ chị em còn có hai người hả? Mà giờ vì tôi mà hai chị em cắn đắng với nhau, tôi đâu có đành lòng. Thôi tốt nhất là tôi rút cho nó yên chú ơi. Dạ. Dạ, để bên em sẽ chuyển qua bên anh mấy mẫu xe mới anh lựa chọn nha. Dạ rồi rồi. Anh Dũng, may quá anh chị về rồi. Có khách hàng muốn gặp chị trực tiếp để bàn về hợp đồng đó. Em định điện thoại cho chị nè. Ủa, vậy chứ chị My đâu? Ủa, chị đi chung với anh mà, bộ không về chung hả? Không, chị My đâu có đi chung với anh. Em tưởng là anh với chị đi chung không à. Ủa, mấy bữa nay anh bận cho nên không ghé được. Bữa nay anh rảnh, mới tranh thủ ghé coi chị sao rồi. Chị mới tập tành làm công việc này cho nên còn nhiều bỡ ngỡ. Ủa. Dạ, chào anh. Ừ. Anh tới tìm chị My hả? Ờ, em biết chị My đi đâu không? Dạ, chị nói là chị đi đâu đó. Em tưởng là anh với chị đi chung không à. Ủa, vậy chị đi với khách hàng hay đi với ai? Mà sao mấy đứa không biết? Dạ, không phải công việc. Chị ấy chỉ đi nghỉ, xả stress thôi. Ờ, nhưng mà đi một mình hay là đi với gia đình? Không phải với gia đình, mà là... em cũng không biết nữa. Em cũng không biết luôn. Thôi khi nào chị My về á, nói là có anh Dũng qua kiếm nha. Dạ. Ừ. Cái gì vậy? Tự nhiên anh nói chuyện chị My đi đâu chứ vậy? Thế nào cũng có chuyện cho coi. Thì em không có dặn sao anh biết được. Vậy cũng la anh nữa. Ai có về em còn tới đây nữa chứ. Thiệt tình, không biết có chuyện gì không nữa. Đừng có lo, bây giờ lo làm việc đi. Chị My la bây giờ. Nè, coi làm hết này đi. Ờ, nãy giờ nói chuyện tới lui chứ. Bọn thằng Lâm nó đi làm rồi hả chị? Trời ơi chú ơi chú, chia sẻ với chú nha. Thằng Lâm nó giỏi dễ sợ giỏi luôn. Chú biết không, lúc này đi làm rồi. Dạ. Trời ơi, mà nó được ông chủ thương lắm. Vậy hả? Trả lương bổng cho nó rất là hậu. Chú biết không, bây giờ chuyện học của nó không xin tôi một cắt nữa. Trời ơi. Mà tốt nghiệp tới nè, tôi nghe nói là tốt nghiệp nhiều tiền lắm đó. Dạ, làm rồi. Lượng án lượng gì đó. Mà nó cũng không xin tôi tiền đồng nào hết á. Mai phước quá, lúc này nó làm ra tiền. Chứ chú coi á, hoàn cảnh tôi vậy nè, mà nó không lo cho nó được nữa là tôi cũng tiêu luôn á. Dạ. Nè anh cô Bi, vô rửa tay rửa chân đi con, đất cát lem luốc trơn.
Dạ. Chị hai, vô nấu cơm nha. Ừ. Rồi, vậy chú Hướng về nghe. À, chị hai à, chị nói với cô Đông cho tôi gửi lời xin lỗi cổ nghe. Chú yên tâm, để tôi nói cho. Thôi chú về nghe. Dạ, tôi về chị hai. À, chú về. Chú ra chú chạy xe lại đi, khỏi đóng cửa rào nghe. Để đó tôi ra tôi đóng cho. Dạ. Biết mấy cái chuyện xấu như vậy, đừng có mà làm. Làm chi rồi bây giờ mất công xin lỗi người ta.